Bây giờ tôi trả lời đặc biệt cho người có tên Nguyễn Hồng Tiến. Thì cái người này có cái chuyện gấp gáp cho nên cần tôi phải trả lời, thì tôi xin trả lời riêng cho người này. Và tôi đề nghị đợt sau đó, quý vị nào mà có giờ giấc không có ổn định đó, thì đừng có đưa câu hỏi như là cái người có tên Nguyễn Hồng Tiến này đó. Nhưng mà vì thấy anh chàng này hỏi có vẻ hơi gấp gáp, mà lại cô Rosie cô nói thôi đáng tìm cách trả lời, thì tôi cũng chiều lòng thôi. Chứ còn những cái đa số mà cái giờ giấc mình không xác định được thì làm sao tôi trả lời. Mà tôi cũng không hứng thú gì coi những cái lá số mà cái giờ giấc mà không rõ ràng. Bây giờ câu hỏi của người Nguyễn Hồng Tiến như sau. Chị Rôi Sư ơi, em có việc gấp gáp cần quyết định trong một ngày tới. Em nhờ chị và bác Đức xem dùm em. Hiện tại em đang sinh sống bên Nhật Bản và đã hết hạn lao động. Trước khi hết hạn lao động, em có xin chuyển một công ty mới nhưng hôm ngày 1 tháng 9 đã thất bại. Giờ nghiệp đoàn đang hỏi ý kiến em ở hay về, mà ở thì tỷ lệ đậu visa của em rất thấp. Ngày giờ của em ở hay về còn tính rất ngắn, cần trả lời gấp với xí nghiệp. Em mong bác và chị giúp em ạ. Gia đình của em nơi em sinh ngày 1 tháng 9 năm 95 dương lịch lúc 6 giờ 30 sáng. Nhưng em lại cho rằng sinh vào sau 7 giờ sáng tại Phú Thọ miền Bắc. Do em nghĩ mình đang bước vào đại vận thái tuế, gia đình em nghèo, chỉ có mình em lại thích tiền tài. Vì gia đình nghèo, em cứ thấy việc với nữ, tức là tái về thái âm đó, là thất bại. Vậy có phải do thái âm tả hữu không kiếp quan quý không ạ? Thái tuế ở vận này coi như vứt đi. Thì cái người này đưa ra câu hỏi đó là giờ tính gia đình thì đưa một giờ, và người này lại đưa một cái giờ, thì ra giữa hai cái múi giờ khác nhau. Thì tôi đề nghị, tôi mong rằng đây là lần cuối cùng, lần sau đừng có ai đưa câu hỏi nó không rõ ràng như vậy. Mà người này lại nói là tự mình cho mình cái lá số sau 7 giờ vì nói rằng là tại bị thấy thân cư tài mà. Thành ra cứ nói là mình thích tiền thì ai mà chẳng thích, thấy không? Thành ra đừng cứ nghĩ là mình thân cư tài là mình thích tiền, một người khác thân cư quan họ không thích tiền, thân cư thê không thích tiền sao? Thành ra bây giờ tôi đi vào trả lời cho cái lá người này, thì tôi làm chia làm hai lá số. Lá số số 1 là giờ do cái người này đưa ra là 7 giờ hơn. Còn lá số số 2 là cái xá số cũng của người này nhưng mà gia đình cho ra đó là trước 7 giờ. Thì cái lá số bởi người này số 1 đó, thì cái cung mệnh đó là có con sao Cự Môn hãm, mà cái cung An Thân đó thì ở cung Tài Bạch có con Thiên Cơ. Mà nhìn bằng lá số cái này, lá số người này đó, thì con Cự Môn hãm thì nó cũng cho biết rằng là phải lưu vong, sống là nay đây mai đó, vì có con Thiên Mã ở đó, mà con Mã Hỏa mà đây là người mạng hỏa nữa thì đi dữ lắm. Rồi lại cái bộ âm dương thì nó lại lạc hãm nữa đó. Thì như mà người này nói đang hạn thái tuế mà tại sao lại như vậy? Nhưng vì ở đây thái tuế ở đây đã gặp không kiếp, nên nó có trục trặc. Nhưng mà tôi nghĩ rồi nó cũng ổn thỏa thôi, bởi vì cái số này là số phải sống xa quê hương đó. Và cái cung quan lộc đó, thì nó có con Thiên Đồng đó, nó hãm, nhưng mà có con Tuần cũng đỡ, nhưng mà vẫn chủ về vấn đề là thay đổi, là di chuyển. Cho nên cái lá số này đó, nếu mà người này mà cứ thử ở lại xem, cứ dáng đi coi, nếu mà có ai giúp đỡ, có người giúp đỡ thì mình được ở lại. Nghĩa là mình muốn cái muốn mà người ta thỏa mãn cho mình đó, thì là cái lá số này đúng. Còn cái lá số số 2 đó, là cái lá số mà sanh 6 giờ 30 đó, thì cung mệnh là cung Ngọ, có tử vi cư Ngọ mà nó gặp triệt, mà thân thì thân cư Thiên Di, có tham lang ở Tý. Thì tôi đã nói nhiều lần cái lá số mà khi mà tử vi, ai mà có số tử vi cư Ngọ mà gọi tuần hay triệt đó, là cái số nó phải đi lưu vong. Mà lại nếu mà lại muốn làm ở trong nước thì phải làm công việc không có liên quan thì tới quan chức hết, phải làm công việc về vấn đề công nghệ, kỹ nghệ hay là nghề khéo tay.
Mà cái lá số trước cũng vậy, số 1 cũng vậy, hai lá số đều phải làm những cái nghề có liên quan đến chân tay về kỹ thuật đó. Thì lá số này cũng vậy thôi. Nhưng mà thân cư thiên di nữa, nhưng mà cái bộ âm dương lên thì nó lại tốt. Mà bây giờ cái đại vận nó đang ở trong cái hạn thiên không. Và thiên không, đúng rồi, thiên không. Cho nên nó làm cho mình bị một cách bất ngờ. Mà bây giờ đó, người này mà có ráng mà vận động mà để được á, thì là không phải. Mà vận động đến nỗi mà chán không thèm vận động mà xin ở lại, kệ, mày muốn cho tao ở thì ở, muốn cho tao về. Thì giờ chót thì lại ở được. Bởi vì mày không thì tao không, tao cũng không luôn. Thì đương nhiên là không với không thành khó. Mình cứ trả lời theo toán học vậy đi. Nhưng mà tôi nói trước ạ, cái lá số mà xanh sau, xanh trước 7 giờ đó, là cái lá số đó là một lần đi là bất lối quay về đó. Còn cái lá số thứ hai đó, thì đi rồi cũng có ngày về lại đất nước và cũng làm công việc cũng bình thường thôi, chứ không có gì mà cao sang cho lắm đâu. Thì đó, tự người này sẽ nghiệm lấy thôi. Thì đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những câu hỏi khác. Xin chào.